Chào mừng các bạn đến với kênh Dạy Tiếng Việt, Tiếng Miền Nam cho Người Nước Ngoài. Hôm nay mình và cả nhóm tụi mình đi ăn một cái quán gọi là quán ngõ 8. Ở video trước thì Phương có giới thiệu cho các bạn là quán này thì bán chủ yếu các đồ ăn của miền Bắc. Thì đây là một cái món rất là đặc trưng của miền Bắc ha. Đó là món trứng ngải cứu ha. Thành phần của món này rất là đơn giản, đó là trứng và ngải cứu. Thì cái lá ngải cứu nó có tác dụng là lúc giúp cho mình giảm đau đầu á. Thì người ta sẽ cắt nhỏ cái băm nhỏ cái lá ngải cứu này ra, trộn chung với trứng, thêm một chút gia vị và chiên lên. Món này rất là đơn giản thôi. Mỗi lần mà mình bị đau đầu là mẹ mình hay nấu cho mình món này ăn. Và món này ăn với cái này à. Ở bình thường ở nhà thì mình không ăn với gia vị gì hết, là vì có nêm hết rồi. Còn ở đây thì người ta có muối tiêu và có tắc ha. Mình đoán là mình sẽ vắt tắc vô đây. Bây giờ mình sẽ thử cái món trứng ngải cứu này có ngon như là món của mẹ mình nấu không nha. Mình nghĩ là mình ăn không mình sẽ thích hơn. Chấm vô nước này thì nó sẽ hơi chua chua, cho mà nó có một cái vị hơi đắng của ngải cứu nữa. Mình cá nhân mình thì mình thích ăn không hơn, mình nghĩ sẽ ngon hơn. Bây giờ nguyên cả đội sẽ thử cái món trứng ngải cứu này và cho cảm nhận nha. Nào, đầu tiên là cô giáo Phương nè. Đây là lần đầu tiên được ăn cái món như vậy. Thì sẽ ngửi được cái mùi thơm của lá ngải cứu. Và tại vì ở đây là lá rất là nhiều, cho nên là sẽ chỉ nghe được thấy cái mùi lá không thôi, mùi trứng nó không được nghe. Nhưng mà hai cái này nó hòa quyện với nhau thì nó rất là hợp. Trứng đánh thì nó rất là mềm, lá thì ăn cảm thấy nó không có hôi, ăn rất là ngon, ăn thêm miếng nữa. Cái vị rất là lạ. Trứng thì theo mình là vừa còn cái mùi đắng đắng của ngải cứu, thì cảm thấy là nó hơi khó ăn đối với mình một chút xíu, nhưng mà ok, được. Ủa, thấy cũng giống trứng chiên với hành thôi mà, khác nhau cái gì? Nhưng mà cũng không có cảm nhận gì khác. Đối với mình thì cái lá nó có khác một chút, nhưng mà mình ăn cảm giác giống như là trứng chiên hành thôi. Này ngon, mình là thích ăn trứng chiên hồi đó giờ, cho nên là không có chấm điểm, nhưng mà mình nói ngon. Ngon và dở thì cái này sẽ là ngon. Các anh thử nha, bây giờ là người cuối cùng trong anh em sẽ thử và nói về cảm nghĩ. Các bạn, mình là người cuối cùng ăn món này đây. Để mình thử một miếng nha. Trứng ngải cứu. Có lẽ mình không phù hợp với món này rồi các bạn. Trứng thì rất ngon, nhưng mà lá ngải cứu thì có lẽ rất là lạ đối với mình. Hẹn gặp mọi người ở món ăn tiếp theo nhé, trong video tiếp theo luôn. Bye.